Cảm ơn chị đã quan tâm em. Quả thật em đang gặp một chuyện rất là buồn lòng. Không dám giấu gì chị, chuyện buồn của em có liên quan tới gia đình của ông Bá Hộ đó chị. Là chuyện gì vậy Nhị Hà? Có nghiêm trọng lắm không em? Ừ. Chị có biết anh Tuấn, người yêu của em không vậy? Không, chị không biết cậu ta. Vừa rồi ảnh, ảnh có mối quan hệ bất chính với con gái của ông Bá Hộ. Giờ bà Hai Liễu đang bắt giả anh ấy. Má anh ấy thì có bệnh tim, sức khỏe bây giờ sa sút nhiều lắm. À, tôi nhớ ra rồi. Có phải là cậu ta làm thư ký cho Bá Hộ? Cậu ta rất đẹp trai, thư sinh lắm đúng không vậy hả? Dạ đúng rồi chị. Thì ra là vậy. Mấy hôm nay trong gia đình cứ xì xầm chuyện này. Nhưng dì Hà nè, tôi nói điều này không biết đúng hay sai. Tôi nghĩ dì Hà nên bình tĩnh và kiểm tra lại thông tin sự việc như thế nào đã. Sao chị lại nói như vậy? Chuyện này có rất nhiều người nhìn thấy đó chị. Sự đời thì không như dì Hà suy nghĩ đâu. Thật giả rất khó lường. Tôi cảm thấy hình như là Bích Ngọc có vẻ như không phải gặp chuyện buồn. Thật vậy hả chị? Tôi thấy Bích Ngọc mấy hôm nay còn vui vẻ hơn trước nữa. Cả ông Bá Hộ và chị Hai Liễu cũng vậy. Cứ như là họ đang rất vui với vấn đề vừa xảy ra. Chuyện này hơi bất thường. Lời của chị Tư Lụa thì đúng là thái độ của gia đình ông Bá Hộ đúng là rất kỳ lạ. Không lẽ lời anh Tuấn là sự thật? Anh ấy đang bị oan ức sao? Chị Hà, chào Kiều Như. Kiều Như mới đi học về hả? Ừ. Mà chị đã biết chuyện của anh Tuấn chưa? Lúc mà bà Hai Liễu tới kiếm má của anh Tuấn, tôi có ở nhà đó. Mà nè, Kiều Như đừng có hiểu lầm tôi với anh Tuấn nha. Tôi và anh đã chia tay rồi. Hôm đó chẳng qua tôi tới tìm anh ấy là vì có công chuyện thôi. Thôi, em cũng đâu là gì của ảnh, chị không cần phải bận tâm. À, mà chị vừa mới nói cô gái bị hại là cô Bích Ngọc hả? Ừ, mình cũng vừa được người quen cho biết vậy thôi. Mà nè, bộ Kiều Như quen biết cô ta hả? Ừ, cô ta thì em biết, hồi xưa cô ta học chung lớp với em mà. Vậy sao? Cô ta là tiểu thư hư hỏng, học không giỏi nhưng mà ăn chơi rất là giỏi. Khi mà cô ta bị đuổi học, em nghe ông Bá Hộ nói là đưa cô ta lên Sài Thành học rồi. Không ngờ anh Tuấn lại lan chạy với một người như vậy. Chị đang suy nghĩ gì vậy? Không có gì hết. Có điều tôi có vài nghi vấn trong chuyện của anh Tuấn. Thôi, tôi về trước nha Kiều Như. Về hồi nào vậy? Người ta về hổm gài rồi. Không biết gì trơn trội. Anh về rồi á, anh phải đưa em đi chơi nha. Ở nhà này buồn quá. Tao không có rảnh. Lão về chết tiệt đâu rồi? Ông có nhà không? Ba đẻ của mình mà kêu ông già chết tiệt. Cha là người sinh ra mình,
anh phải kêu hai tiếng thân thương, chẳng hạn như là ông già, bà già. Ai kêu ông già chết tiệt mà hai ông bà đi ra ngoài rồi lo chuyện đám cưới. Đám cưới gì? Ai cưới? Đám cưới của em chứ ai. Trời, anh hai không lo quan tâm gì tới chuyện gia đình hết trơn. Em gái của anh sắp lấy chồng rồi đó, biết chưa? Mày lấy chồng hả? Thằng nào có can đảm cưới một con khùng như mày vậy? Ê, đừng đụng chạm nha. Khùng mà người ta biết văn mồm chảy chiếu á. Nói cho anh biết á nha, chồng của em đẹp trai lắm đó. Đẹp trai hơn anh nè, học giỏi hơn anh nè. Nói chung là cái gì cũng hơn anh hết á. Anh đừng có coi thường em. Thằng đó là ai? Thằng ngu nào dám cưới mày? Không biết ngu hay không chứ hả, người ta biết lấy em giống như là chuột sao hũ gạo rồi đó. Là anh Tuấn chứ ai. Nhị Hà, Quang Nhị Hà, cô ra đây cho tôi. Ra đây. Cậu Hai Huân, cậu tới đây để làm gì vậy? Muốn tới đây kiếm chuyện nữa hả? Lần này tôi tới không phải để gây sự. Tôi chỉ muốn hỏi cô chuyện người yêu của cô và em gái của tôi. Có phải là hai người đó sắp cưới nhau có đúng không? Ai đã nói cho cậu nghe vậy? Cô cứ trả lời cho tôi đi, có đúng như vậy không? Có cưới hay không thì tôi không có biết. Nhưng tôi nói thật, vừa rồi họ có gần gũi nhau đó. Không lẽ cô và anh ta đã chia tay rồi à? Đó là chuyện riêng của tôi. Cậu tìm hiểu để làm cái gì vậy? Thật vô lý. Con Bích Ngọc nó mới chỉ về nhà có mấy hôm thôi, làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Phải, tôi cũng cảm giác là chuyện này nó lạ lắm. Nhưng tôi nghĩ hay là cậu nên về hỏi ba má cậu thì hơn. Những điều bất thường này là vô tình hay là do ai đó cố tình ngụy tạo ra? Cậu đừng có hỏi tôi nữa. Cảm ơn bà. Kìa con, sao con đứng đây mà không chịu về nhà? Qua đây chờ má đi. Má cho con hỏi, có phải là con Bích Cọc nhà mình sắp lấy thằng Tuấn không má? Lâu nay á, Bay không có chịu về nhà nên có biết chuyện gì xảy ra đâu. Má tính cho thằng Tuấn nó cưới em Bay đó. Con không đồng ý chuyện này đâu. Má hãy xem lại đi. Chứ nếu không, con sẽ tìm thằng đó đánh chết nó đó. Tới lúc đó má đừng có trách con. Đừng mà con, đây là quyết định của ba con đó. Lão già hả? Mặc kệ lão ta. Con chỉ nói với má thôi, con không có đồng ý đám cưới này. Bích Cập là em của con, không bao giờ con đồng ý nó lấy kẻ thù cả. Sao lại kẻ thù chứ? Thanh niên tụi con á, gây gỗ một chút thôi, có gì đâu mà nghiêm trọng. Con á, đừng làm khó em con nữa. Khó khăn lắm ba má mới tìm được mối lương duyên này cho nó đó con.
Dù con Bích Ngọc nó khùng điên không ra cái gì, nhưng gia đình mình là một gia đình danh giá, con không tin nó không kiếm nổi một tấm chồng. Trời ơi khổ quá, con không có biết chuyện gì rồi. Con Bích Ngọc á, nó có bầu 3 tháng rồi, cho nên ba má phải kiếm người chịu trách nhiệm, chứ không lẽ để vậy luôn sao? Mà nói cái gì? Có bầu 3 tháng hả? Ừ. Con đã nói rồi, trước đây đừng có cho nó lên Sài Thành để học. Với cái tính khùng điên của nó, lên trên đó chỉ mang quả về thôi chứ học hành cái gì. Con. Nhưng mà sao? Nó có bầu với ai thì kiếm người đó giải quyết, sao lại gả cho thằng Tuấn? Khổ quá, nó không biết là nó có bầu với ai hết, vậy mới chết chứ. Khùng điên này. Con. Đúng là hư thân mất nết. Cái kiểu của nó, quăng xuống sông cho cá ăn đi chứ còn nuôi làm gì nữa má. Thôi, con ráng hiểu cho em con đi nha. Dù gì nó cũng là em của con mà. Bây giờ nó cũng đã lỡ lầm rồi thì thôi đi. Con đừng có ngăn cản chuyện này nữa. Má xin con đó. Con cũng biết đó, gia đình mình danh giá như vậy, không lẽ bây giờ để cho nó mang tiếng chữ quan sao con? Em gái lấy kẻ thù, nực cười thiệt. Con không bao giờ chấp nhận cái đám cưới này đâu. Má làm gì thì làm đi. Con. Xuân Thương, em chết rồi mà. Xem lại ở đây. Anh yêu, anh yêu. Sao thấy em mà sợ như là thấy ma vậy? Em chưa chết, em nói là sẽ chờ anh. Sao anh chưa xuống với em? Anh yêu lắm. Có biết là em chờ anh lâu lắm rồi không? Xuống với em. Xuống với em. Tìm anh nữa. Ngày mai anh sẽ mời người về cúng siêu cho em. Em hãy tha cho anh đi. Tôi đã nghĩ tới ân tình xưa, để lại món quà chia tay cho anh. Vậy mà anh nợ, độc ác ra tay với tôi. Tôi hận anh.
Tại lúc đó anh quá tức giận vì em đã phản bội anh, cho nên đầu óc của anh mê muội. Anh đi, anh hối hận lắm rồi, tha cho anh đi. Với A Tỳ địa phủ khổ lắm, anh biết không? Tha cho anh đi mà. Xuống đó với tôi đi. Không, anh không đi đâu hết đó. Anh không liên quan gì tới em. Tránh xa anh ra đi. Tôi phải trả thù. Đừng mà. Anh đã vùi dập cuộc đời tôi trong biển lửa. Xuống địa ngục với tôi. Đi với tôi. Xuống địa ngục. Cứu mạng. Đừng có giết tôi mà. Cứu tôi với. Tha tôi đi. Đừng có giết tôi mà. Tha mạng cho tôi đi. Cứu tôi với. Làm ơn. Cậu hai. Tha cho tôi. Cậu hai ơi. Tha cho tôi mà. Cậu hai bình tĩnh cậu hai. Đừng mà. Cậu hai. Tha sao vậy tôi. Cậu hai. Cậu hai. Con này cậu hai. Cô ta đâu? Xuân Tư đâu? Cậu hỏi gì kỳ vậy? Cô ta mới ở đây mà. Cô ta mới đầu giết tao mà. Cậu hai. Cậu tỉnh lên đi cậu hai. Chắc là cậu gặp ác mộng đó. Cậu là ai vậy? Cậu vô trong nhà để làm gì? Cậu định tìm ai? Tôi là bạn Xuân Thương. Tôi đến đây để tìm cô ấy. Cô ấy đi mấy bữa nay không có thấy về. Vậy làm phiền cô, tôi đợi đợi cậu cũng được. Nếu cậu đợi được thì cậu cứ ngồi đây đợi. Chào cậu. Tôi đã nghĩ tới ân tình xưa, để lại món quà chia tay cho anh. Vậy mà anh nợ, độc ác ra tay với tôi. Dòng tâm thư tôi để lại cho anh trước khi vĩnh viễn rời xa nơi này và rời xa anh. Thời gian trôi qua, mới đó mà chúng ta đã gần nhau được 4 năm rồi. Già nhân ngãi, non vợ chồng, vui buồn đều đủ cả. Bức thư này anh có thể xem như những chân tình cuối cùng của tôi dành cho anh, hoặc cũng có thể xem đây là món quà mà tôi bù đắp cho những gì tôi đã gây ra cho anh. Thời gian vừa qua, tôi đã lừa dối anh. Tôi rất xin lỗi, dù trong lòng tôi không muốn làm điều này chút nào. Nhưng vì cứu chồng, tôi đành phải chấp nhận. Thật ra trong mắt ông Bá Hộ, anh là một cái gai. Một cái gai đâm vào tim mà ông ta lúc nào cũng muốn nhổ ra và đốt đi. Tôi cũng chỉ là người thực thi mọi kế hoạch của ba anh dạch ra mà thôi. Mong anh đừng hờn trách tôi.
Ba muốn từ bỏ anh với bất cứ giá nào. Lý do gì thì tôi không được biết. Ông ta cướp quan dị Hà khỏi tay anh, bắt tôi phải gài bẫy để anh sa vào nhà phiên, và còn nắm giữ nhân chứng của vụ đốt kho lúa. Tôi cũng không hiểu về lý do đáng sợ gì mà ông ta lại thù hận anh tới như vậy. Đã từng có những lần con tim tôi rung động thật sự trước anh, nhưng tôi đã kiềm chế vì tôi đã có chồng. Có lẽ bức thư này là vật tôi dùng để giải tỏa tất cả những tình cảm mà tôi thầm kín dành cho anh. Cuối cùng, tôi xin cảnh báo anh một điều. Ba anh, ông bá hộ Nguyễn Bá Tuất, đang rất muốn, rất khát khao được dìm anh vào địa ngục một lần và vĩnh viễn. Nhân duyên của chúng ta đã cạn, xin vĩnh biệt anh, cậu hai huân của tôi. Chúc anh ở lại được an lành hạnh phúc và tránh được mọi tai ương của số phận. Vĩnh biệt Lê Phạm Xuân Thương. Tôi thề sẽ giết ông. Tôi xin thề trước vong hồn của Xuân Thương, tôi sẽ giết ông lão già Nguyễn Bá Tuất. Ông phải trả giá cho những gì ông đã gây ra cho tôi trong thời gian qua, và phải trả giá cho cái chết của Xuân Thương. Xuống địa ngục đi, Nguyễn Bá Tuất. Mày là ai? Hả? Đứng!
Sao không vậy? Cũng may lúc đó tôi ra khỏi phòng, không có ở trong phòng. Nếu không thì tôi đi chồng trời luôn. Đúng là trời cao phù hộ mà, con tạ ơn trời Phật. Tôi thấy hình như tên này vào đây không có ý ăn trộm, mà nó muốn lấy mạng của tôi. Mà sao ông lại nghi ngờ vậy? Nếu là kẻ cướp, nó gặp tôi nó đã phải chạy trốn rồi. Còn đặt đây, nó muốn nhảy vô giết tôi cho bằng được. Nhưng mà ai đã làm vậy với ông? Ông nghĩ lại coi, gần đây ông có gây thù chuốc oán với ai không? Tôi đang nghi ngờ một người. Tôi nghĩ chỉ có nó mới căm thù và muốn lấy mạng tôi như vậy. Ông may mắn lắm ông già. Lão già chết tiệt, nhưng sẽ không có lần sau như vậy nữa đâu. Tôi nhất định sẽ giết chết ông. Tạm thời chưa giết được ông, nhưng trước mắt mình sẽ cướp quan dị hà từ tay của ông ta. Mình tuyệt đối không để thua lão già đó được. Thiệt tình là mình cũng không hiểu chuyện này lắm, mà mình tin cậu. Cậu không phải là loại người như vậy. Mình thấy trong chuyện này có điều gì đó bất thường lắm. Từ lúc xe đạp của mình bị bể bánh cho đến lúc anh Sửu mời mình uống rượu, tất cả có vẻ rất là kiên cường. Nhưng mà nếu như vậy á, thì họ được cái gì? Mà gia đình của họ thì giàu có, không lẽ không thể kiếm chồng cho con gái sao? Trả lại Bích Ngọc cũng không phải là xấu xí gì, chỉ là tâm tình có hơi phóng khoáng một chút. Với lại mình không thể nào lý giải được chuyện này. Hoàn cảnh của cậu á, mình tưởng rằng sẽ khá hơn, bây giờ thì lại gặp toàn chuyện rắc rối. Chỉ còn vài hôm nữa là mình sẽ lên Sài Thành học rồi. Mình cảm thấy không an tâm chút nào hết. Thôi, việc học của cậu quan trọng hơn. Đừng quan tâm tới chuyện của mình nữa. Ở trên đó, cố gắng học, để lo cho ba mẹ cậu và thu dân là được rồi. Tụi mình là bạn học từ nhỏ, bây giờ cậu như vậy, thiệt tình mình đau lòng dữ lắm. Có lẽ số phận mình đã như vậy rồi. Tình cảm, sự nghiệp, tất cả phải để cho ông trời sắp đặt thôi. Bây giờ mình không biết phải làm sao nữa.
Con chào bác. Con mới tới à? Bác hả? Bác hả? Bác cứ nghỉ ngơi đi. Hôm nay con mua ít trái cây tới biếu bác. Thằng Tuấn đâu? Con tới có gặp nó chưa? Dạ không. Chắc là anh có công chuyện gì đó nên đi ra ngoài rồi bác. Bác, sức khỏe của bác mấy bữa nay đã đỡ hơn chưa? Bác lớn tuổi rồi, như con cũng biết đó, người già như đèn dầu sắp cạn, muốn tắt lúc nào thì tắt thôi mà. Thôi mà bác, bác đừng có nói như vậy. Con nghĩ là vài bữa nữa thôi bác sẽ khỏe lại và hồi phục như trước thôi à. Bác không bận tâm về chuyện này, bác chỉ bận tâm về thằng Tuấn thôi. Nó đã gây ra sự lớn như vậy, không biết sắp tới nó sẽ ra sao. Người ta mà đưa chuyện này lên sở cẩm thì nó phải đi tù con ạ. Nhị Hà ơi, bác có chuyện này muốn nhờ con giúp đỡ, không biết con có sẵn lòng giúp đỡ bác hay không. Dạ bác cứ nói đi, con sẵn lòng mà. Bác sống nay chết mai, không biết khi nào thì bác đi theo ba nó. Con ơi, nếu bác có mệnh hệ gì, bác xin con hãy lo cho thằng Tuấn giúp bác được không con? Bác sẽ khỏe lại thôi mà, bác đừng có bi quan. Con cũng biết thằng Tuấn rồi đó, nhìn nó vậy á, chứ để nó tự lo cái thân của nó thì chắc chưa có được đâu. Nếu bác không còn nữa, bác xin con hãy chăm sóc nó giúp bác. Đàn ông dù có mạnh mẽ, giỏi giang đến mức nào thì cũng phải cần có một người phụ nữ đảm đang, cận kề chăm sóc hạnh phúc mai này của nó. Bác mong con hãy giúp bác chu toàn được không? Con sợ là con không có được cái phúc phận đó đâu bác à. Hay là bác gửi gắm chuyện này cho Kiều Như đi. Vì có lẽ con sẽ khó sánh bước cùng anh Tuấn suốt cuộc đời này lắm bác. Bác biết thằng Tuấn nó yêu con chứ không phải Kiều Như. Đàn ông họ chỉ thật sự hạnh phúc khi được bên cạnh người họ yêu thương thôi. Vì biết điều này cho nên bác mới nhờ tới con đó. Bác xin con hãy nhận lời giúp bác, nghe con. Bác à, quan tâm ảnh thì con hứa, nhưng còn chuyện kề cận ảnh suốt cuộc đời này con muốn lắm. Nhưng con không dám hứa đâu bác. Con xin lỗi. Cho con đi. Con không thấy má đang làm việc sao? Nhưng mà con buồn quá à. Vậy chứ con diều của chị Hà mua cho con đâu? Dạ, nó bị mất ở trên cây rồi. Huệ ơi. Dạ. Chị giúp tôi lau dọn rồi cho mình ra giúp tôi nha. Tôi ra lấy con diều cho thằng Bình cái. Dạ. Đi con. Dạ. Má ơi, đi nhanh lên, ở bên đây nè. Rồi, chạy từ từ thôi con, có chừng té.
nhiêu kia má. Cao vậy sao má lấy được? Bữa con lấy còn được, má lấy không được, má dở quá à. Rồi, cao như vậy mà có dám lên lấy hả? Lần sau không được như vậy nữa biết chưa? Dạ. Hôm bữa con sợ ba với má hai thấy, không là con lấy được rồi đó. Sợ ba với má hai thấy? Con nói gì má không hiểu. Hôm bữa con lấy con điều đó, con nghe bí mật của ba và má hai. Bí mật? Bí mật gì? Bí mật lấy chồng cho chị Bích Ngọc. Nói bậy như vậy thì nghe chưa? Dạ. Đi với má nhanh lên. Con nói cho má biết, bí mật của ba với má hai là gì? Con nghe ba với má hai nói vụ cha uống rượu đó. Uống rượu? Còn gì nữa không con? Uống rượu rồi bắt cứ chị Bất Ngọc. Ba với má hai còn nói nhiều lắm nhưng con không có nhớ. Vậy là đúng rồi. Bị ông Tuấn và chị Hai gài bẫy để cậu ta phải cưới con Bích Ngọc. Thì chuyện này được nói ra từ miệng thằng Bình thì sẽ không ai tin hết. Má, má sao vậy? Má biết chuyện này hả má? Con nghe má dặn nè, tuyệt đối không được kể chuyện này cho bất cứ một ai nghe chưa? Nếu không á, má đánh đòn con đó, biết chưa? Gì hả? Em tới hồi nào vậy? Em tới đây cả buổi rồi. Em tới thăm bác gái. Anh đi đâu vậy? Sao mấy nhà trông chừng bác? Đình Hoàng bạn anh sắp phải đi học xa, cho nên là anh tới nói chuyện với ảnh. Em thấy sức khỏe của bác yếu lắm. Anh ráng ở nhà lo cho bác nha. Em phải về đây. Gì hả? Anh buông em ra đi. Em nói chuyện với anh một lát được không? Bây giờ mình đâu còn chuyện gì để nói với nhau đâu anh. Anh nhớ em lắm. Anh muốn nói chuyện với em cho đỡ nhớ. Mình nói linh tinh gì cũng được. Chuyện đã lỡ dở như vậy rồi, anh đã có tính toán gì cho bản thân anh chưa? Mấy hôm nay đầu óc anh lúc thì lẩn quẩn, lúc thì trống trơn, cho nên anh chưa nghĩ được gì hết. Chuyện này nếu như bà Bá Hộ mà đem lên Sở Cẩm thì sẽ rắc rối lắm. Má anh đang bệnh, sức khỏe còn yếu, cho nên anh chưa dám tới gặp bà ta để nói chuyện. Anh sợ nếu có chuyện gì xảy ra sẽ làm cho má anh lo lắng hơn. Mọi chuyện đã như vậy rồi, anh không có gì để bào chữa hết. Nhưng anh hy vọng là em sẽ tin anh. Anh muốn em tin anh điều gì? Tin anh không bao giờ làm những điều này. Anh vẫn còn rất yêu em, và chắc chắn anh sẽ không bao giờ nghĩ tới người con gái nào khác ngoài em. Anh nói thừa thãi rồi. Bây giờ em tin anh hay không thì cũng vậy thôi. Mọi chuyện đã được an bài hết rồi. Nhưng niềm tin của em sẽ giúp anh vượt qua được thời gian khó khăn này. Vượt qua bằng cách nào đây? Gia đình của bà Bá Hộ không có bỏ qua chuyện này dễ dàng được đâu.
Cậu Tuấn. Anh Sửu. Anh tìm tôi có việc gì? Anh không đi làm sao? Hôm nay tôi xin nghỉ một ngày để tôi tìm cậu. Có chuyện gì không anh Sửu? Mời anh vô nhà nói chuyện. Anh Sửu uống nước. Cảm ơn cậu. Anh Sửu à, anh tìm tôi có chuyện gì không? Hình như cậu nghĩ làm cho ông Bá Hộ rồi phải không? Tôi đã nghĩ làm. Không biết cô này là việc của cậu Tấn. Chuyện này cũng hơi tế nhị. Nếu có cổ ở đây thì... Không sao đâu. Anh cứ nói đi. Cô ấy là người thân của tôi. Mấy hôm nay tôi thấy trong lòng bất an và lo lắng cho cậu. Anh lo lắng chuyện gì vậy anh Sửu? Bữa đó tôi với cậu say quá nên bà Bá Hộ cho người đưa về. Tới sáng hôm sau tôi đi làm thì mới biết chuyện của cậu. Đêm đó tôi cũng say như anh. Sáng hôm sau thì mọi chuyện đã như vậy. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Chuyện tôi muốn nói với cậu có liên quan tới vấn đề này. Cậu biết không, chuyện tôi mời cậu uống rượu là do bà Bá Hộ ép tôi, chứ thật sự là tôi không có tự nguyện. Anh nói sao? Bà Bá Hộ ép anh mời tôi uống rượu? Chuyện này làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Lúc đó bà Bá Hộ ép tôi phải mời cậu uống rượu cho bằng được. Còn không, bà ta sẽ đuổi việc tôi, lấy lại đất đai mà cho gia đình tôi thuê. Thì ra là vậy. Tôi xin lỗi cậu. Cậu rất tốt với tôi, nhưng mà tôi lại hại cậu ra nông nỗi như thế này. Tôi xin lỗi cậu. Tôi chỉ nghĩ tới gia đình của mình, cho nên u mê làm theo yêu cầu của bà ta, không suy nghĩ được hậu quả sẽ như thế nào. Tôi xin lỗi cậu. Anh Sửu, chuyện này không phải là lỗi của anh. Tất cả những chuyện này là do bà ta gây ra. Tôi không có trách anh đâu. Cảm ơn cậu. Được rồi, tôi sẽ tới tìm bà ta để tính sổ. Khoan đã, anh bình tĩnh lại đi. Làm sao anh bình tĩnh được vậy hả? Chính bà ta đã sắp xếp mọi chuyện để hại anh. Cậu Tuấn, tôi biết nếu như tôi nói chuyện này với cậu, chắc chắn một điều tôi sẽ không yên với bà ta. Nhưng cứ giữ ở trong lòng thì lương tâm của tôi không cho phép. Giờ thì mọi chuyện tùy cậu giải quyết. Gì thì gì, tôi cũng là kẻ có tội. Tôi xin phép. Anh Sửu, tôi cảm ơn anh. Nè, anh phải thật bình tĩnh để xử lý chuyện này nha. Nếu không sẽ tội nghiệp cho người tốt như anh Sửu đó. Vả lại đây chỉ là một lời thú tội thôi, cũng không xoay chuyển được điều gì cho anh đâu. Em nói rất có lý. Có lẽ anh phải suy nghĩ thật kỹ chuyện này để tìm đối sách. Bây giờ trễ lắm rồi, anh cứ bình tĩnh mà tìm cách đối phó bà Bá Hộ đi nha. Em đi về đây. Dì Hà, chờ anh chút. Buông tay người ta ra coi, hồi sáng chỉ làm gì cứ nắm tay nắm chân hoài vậy. Bây giờ em đã tin anh vô tội chưa? Tin gì mà tin, ai làm chứng cho anh mà tin? Tới lúc này mà em còn nói như vậy được hả? Bà khùng Quan Nhị Hà, tính hành hạ người ta tới bao giờ mới chịu đây? Vậy còn anh? Anh cũng hành hạ tôi vậy? Sao anh không tính đi? Ông Tuấn già dê. Hãy
ơi, Tuấn. Tuấn ơi. Đi đâu mà tay xách nách mang vậy ông bạn? Ờ, mình có mua vài món để tới uống với cậu. Còn vài bữa nữa là mình phải đi học rồi, phải tranh thủ đúng không? Thôi vô nhà đi. Ờ, cậu ngồi đi. Ờ, được rồi. Lúc trưa thấy cậu sầu não thê lương, sao bây giờ tươi tắn dữ vậy? Bộ có chuyện gì vui hay sao? Mình cũng định sáng ngày mai tìm cậu, báo cho cậu biết một tin vui. Là tin tức gì vậy? Mình đã có thông tin xác định bà Bá Hộ đã gài bẫy mình. Thiệt vậy sao? Nếu vậy thì may mắn quá rồi còn gì bằng. Đúng là trời cao còn có mắt mà. Nghe cậu nói cái câu trời cao còn có mắt, cậu nói sao giống y như má mình. Lẽ ra cậu phải là con của má mình mới đúng. Thôi được rồi. Ờ nè, mình có mua một ít cháo vịt cho bác gái ăn. Nè, cậu dọn cái bàn này ra ngoài đi, chút xíu nữa mình ra. Ờ. Dạ, Định Hoàng bạn con vừa mới mang thức ăn qua, con mang cho má tô cháo. Con để đó đi, chút nữa má ăn, má mới ăn còn no mà. Má, má nhớ ăn nha má. Má phải ăn nóng nó mới ngon. Vậy là trời cao có mắt, hoàng ủng của con có thể quá giải được rồi. Điều này làm cho má vui dữ lắm. Má thấy bệnh tình của má phần nào đã được bớt đi. Con cười cái gì đó? Bộ má nói cái gì sai sao? Dạ không. Thật sự là con mới nói chuyện với Định Hoàng xong, con thấy má với Định Hoàng tính tình giống nhau, mà nói chuyện cũng y chang nhau nữa. Chuyện của con bây giờ cũng khả quan hơn trước. Con sẽ tìm cách nào thật nhu nhuyễn để hóa giải chuyện oan ức của con. Chứ chỉ với những chứng cứ của anh Sửu thì mình cũng chưa thể làm được gì đâu má. Vậy bây giờ con tính làm sao đây? Má cứ yên tâm đi. Con nghĩ tình hình như vậy thì chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi. Một lát nữa con sẽ bàn bạc việc này với Đình Hoàng, nhiều cái đầu cuộc tính toán thì sẽ tốt hơn. Má cũng mong con trai của má thoát được cái giận hạn này, để má với Nhị Hà được vui hơn. Tội nghiệp nó, mấy bữa rày má thấy nó buồn, má cũng xót cả ruột gan. Dạ má. Ừ. Thôi má ăn đi, không tôi nguội hết. Con ra ngoài với Đình Hoàng một chút. Ừ, con ra với nó đi. Dạ. Cạn hết ly này đi, rồi cậu nói cho tôi biết cái tin vui mà cậu mới vừa nhận là tin gì. Mà tính ra cũng lâu lắm rồi mình chưa uống rượu với nhau. Thôi được rồi, bây giờ cạn thêm ly này á, là mình chúc cho mọi rắc rối của cậu nhanh chóng qua đi. Và bạn Hiền, mình cũng chúc cậu lên đường đi học vui vẻ và thành công tốt đẹp. Cạn ly. Nè anh, dừng lại. Dạ. Thank you.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn cô. Mấy Thiên. Dạ, cảm ơn ông ạ. Dạ, cảm ơn. À. Anh. Ừ, em. Đã lâu quá rồi mình không ghé thăm mọi người. Đêm nay đang vui vẻ trong lòng, mình cũng nên ghé chơi một chút. Con. Dạ. Dạ con chào chú. Chú khỏe không ạ? À, sao lâu rồi không thấy con tới. Ở đây mọi người nhớ con lắm đó. À, con ngồi đi. Dạ. Lúc này con cũng bận nhiều việc quá nên đâu có rảnh đâu. Dạ. Chú. Chào quý khách. Lâu nay nhà hàng của mình làm ăn có được không ạ? Ủa? À, lâu nay công việc của chú vẫn ổn. Mọi người nhớ con nhiều lắm. Ai cũng mong con trở về làm hết á. Cha Hà, Quan Dĩ Hà, chú. Quên chú rồi phải không? Chú Hà, con đã tới đây thăm mọi người, làm sao mà quên được chứ. Bữa nay cô lạ nha, Thùy Mỹ hơn lúc trước đó. Con thấy con cũng vậy mà chú. Không biết có thay đổi hay không, nhưng con khác trước lắm đó. Dịu dàng và duyên dáng hơn. Không biết là hai chú đang khen hay là chê, con thật sự không biết đó. À, Quan Dĩ Hà nè, một chút á, con hát một bài cho chú và quý khách nghe nha. Lâu quá không nghe con hát, chú thấy nó thiếu thiếu cái gì á. Dạ, tất nhiên là được mà chú. À, mà nè, anh xuống bếp lấy lên mấy món cho tôi với Dĩ Hà dùng. Vậy ha, nhanh lên. À, nhanh lên nha. Chú, à? Lát chú chạy ra uống với con vài ly nha. Chú hiểu rồi mà. Ngồi đi con. Đình Quang, cậu thấy chuyện của mình sao? Nếu như người gặp phải chuyện này là cậu thì cậu xử lý thế nào? Đúng như cậu nói, chỉ có lời thú nhận của anh Sửu thì vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Quả thực nghe thông tin này mình rất là vui, mặc dù biết là nó chưa đủ. Gia đình ông Bá Hồ Tuất khét tiếng hồi giờ, ai mà không biết. Nếu như họ có âm mưu thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Có lẽ cậu cần thêm thời gian để tìm thêm thông tin. Nhưng mà mình lo bà Bảo Hộ sẽ tìm tới đây để mà gây phiền nhiễu. Má mình đang bệnh, mình không muốn có chuyện ồn ào. Nhưng mà với thông tin này á thì mọi oan ức của cậu coi như cũng được thông cảm phần nào, vậy là cũng đáng mừng rồi. Bây giờ á cứ giằng co đi, rồi mình tìm cách mình tính kế. Thôi uống đi, nãy giờ mình nói chuyện làm không khí căng thẳng quá. Cạn. Ờ mà nè, cái chuyện giữa cậu với Quan Dị Hà nó đỡ u ám hơn chưa? Có lẽ là đỡ rồi. Mình thấy cô ấy có lẽ là tin tưởng mình hơn. Ông Bá Hồ Tuất và cậu Hai Quân đều không đến tìm con. Nếu mà con không xếp được á, quay lại đây làm gì vậy? Dạ, con vẫn còn phải giải quyết một số chuyện riêng, cho nên thời gian này con chưa thể hát lại được đâu chứ. Ờ, vậy thì tùy con. Và nếu có khó khăn gì á thì cứ nói với chú nha con. Dạ con cảm ơn chú. Không mời chú.
Kính thưa quý vị, đêm nay chúng tôi sẽ cho quý vị một điều bất ngờ. Với một giọng ca vàng của nhà hàng, một giọng ca ngọt ngào và quyến rũ mà các vị quan khách đã và đang yêu mến, đó là cô Quan Nhị Hà. Xin quý vị hãy cho cô Quan Nhị Hà một tràng pháo tay. Lên đi con, đến phiền con rồi đó, lên hát đi con. Dạ. Mời con. Kính chào quý vị quan khách, quý vị bằng hữu thân thương. Đã lâu lắm rồi tôi không đi hát. Hôm nay sẵn tiện tôi ghé đây chơi, tôi xin phép được tặng cho quý vị ở đây một bài hát mà tôi rất yêu thích. Có lẽ khi tôi hát xong, mọi người ở đây sẽ biết bài hát đó tên là gì. Kính mời quý vị thưởng lãm. Uống tiếp đi anh bạn, đêm nay say mới được nghỉ nha. Sao cũng được, nhưng mà mình nói nè, cậu uống á, uống chậm chậm thôi, để cho mình thở một chút. Cậu đúng là không có khá nổi mà. Không bạn á thì uống rượu mình ta. Mời trăng cùng nâng chén, với bóng nữa là thành ba. Cạn. Nè Đền Hoàng à, công nhận là cậu giỏi thiệt nha. Cậu tự mời rồi cậu tự uống luôn, coi chừng chỉ mỗi bài thơ này mà cậu chưa học thành đốc tờ mà thành hũ mềm là chết à. Có nhau một ngày đắm mê say, mất nhau một đời thế gian ơi. Tiếng yêu ngày đầu biết nơi đâu mà nương đâu, đến khi gặp lại biết đâu ai. Tiếng yêu dày sao thêm biết bao đời, đến khi cạn lời mới hay ca từ yêu. Đến khi cạn lời mới hay ca từ yêu. À, tôi xin phép cậu hai, cậu ngồi lại chơi nha. Con à, có chuyện gì á cũng phải bình tĩnh nha. Con không muốn gặp hắn chút. À, chỉ vô tình ghé chơi, con gắng nhẫn nhịn đi, ngồi với hắn một chút á rồi về. Không khéo á hắn làm ầm lên thì sẽ làm phiền khách khứa đó con à. Được rồi, con sẽ ráng cố gắng nhịn hắn. À, cảm ơn con. Xin chào Nhị Hà. Hôm nay cô đi hát lại rồi sao? Cô có thể ngồi xuống với tôi một chút được không? Cũng lâu rồi tôi không ghé qua nơi này. Hôm nay vô tình đi ngang đây thì đúng lúc cô đang hát. À, xin mời hai cậu. Cô ngồi đi. Mời cô. Lâu nay chúng ta có những bất đồng không hay với nhau. Nhân ly rượu này tôi thành thật xin lỗi cô. Mong cô hãy bỏ qua tất cả những gì đã xảy ra. Cậu hai, cậu quá lời rồi. Thân phận của tôi
chỉ là một con hát thôi. Làm sao mà tôi dám nhận cái lời xin lỗi cao quý của cậu, cậu hai? Lời nói của cô dành cho tôi rất cay độc. Tôi đã biết hối hận rồi. Xin cô hãy mở lòng mà tha thứ. Chúng ta hãy uống cạn và quên hết những quá khứ không tốt đã xảy ra. Mong cô hãy chấp nhận. Cô có muốn ăn thêm món gì không? Để tôi gọi. Thật ra tôi đến đây cũng đã lâu lắm rồi. Tôi thấy mệt lắm. Xin phép cậu tôi về trước. Nhi Hà, tôi mong cô hãy nể tình tôi, ngồi xuống với tôi một chút được không? Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp. Coi như là tôi xin cô đó. Tôi thật sự đang rất là mệt. Mày muốn uống chứ gì? Được, tôi sẽ uống cho anh 3 ly. Xin lỗi cậu hai, xin phép mời cậu. Ông cũng thông minh đó. Đi. Dạ không có gì đâu, mọi người cứ tiếp tục uống nha. Đứng đó làm gì? Tôi phải hạ mình trước em như vậy mà em còn chưa tha thứ cho tôi hay sao? Tôi đâu có gì phải tha thứ hay là không tha thứ cho cậu hả cậu hai? Chúng ta chỉ là những kẻ qua đường gặp nhau, hết duyên thì tan, vậy thôi. Em cũng biết tình cảm của tôi dành cho em mà. Tất cả mọi việc tôi làm đều có muốn được trái tim của em thôi. Em hãy vì điều này mà cho tôi một cơ hội như vậy hả? Buông tay tôi ra. Cậu hai, làm ơn làm phước tránh ra cho tôi về. Anh thề với em, anh sẽ làm tất cả mọi chuyện. Anh sẽ thay đổi. Em muốn như thế nào cũng được. Ngay cả thằng Tuấn, nó sắp lấy em gái của anh, em còn luyến tiếc làm gì nữa chứ? Anh không hiểu, hay là cố tình không hiểu vậy? Em sợ lão già ba anh. Em cứ yên tâm đi, có anh ở đây, lão ta không dám làm gì em đâu. Cậu hai, giữa chúng ta không có tình cảm gì với nhau hết. Không có tình cảm gì, cậu có hiểu chưa vậy? Em phải đi với anh. Anh có điều muốn nói với em. Buông tay tôi ra. Đi. Buông ra. Anh muốn nói chuyện với em. Cậu làm cái gì vậy? Nhi Hà, buông tay tôi ra đi. Em cho anh cơ hội đi. Nhi Hà, buông ra chưa? Cậu buông tay tôi ra đi. Em phải theo anh. Buông ra đi mà. Có chuyện gì vậy con Quang Nhi Hà? Không phải chuyện của ông. Ông hỏi làm cái gì? Tao hỏi con quan gì Hà, chứ không hỏi mày. Thằng mất dạy, nó làm gì mà lôi kéo cô ở ngoài đường vậy? Thưa bá hộ, tôi đang trên đường về thì cậu hai quân ở đây chặn đường tôi, không cho tôi về nè. Mày hay lắm đó hai quân à. Mày không biết hai chữ hộ thẹn viết sao hả? Có cần tao dạy mày không? Ông già,
Ông đừng tưởng có hai thằng này ở đây thì tôi sợ ông nha. Tôi không có ngại ông đâu. Mày thì biết sợ ai. Cái chuyện này mày không cần phải khoe khoang đâu. Tao là cha mày, mày tao không hiểu mày à? Ông không phải là cha của tôi. Cũng có lẽ là vậy. Dám cầm dao mà đâm tao, chắc tao cũng phải là cha mày rồi, đúng không? Ông nói gì vậy? Tôi không hiểu. Mày là một thằng hèn, dám làm không dám nhận. Tao sẽ không quên chuyện này đâu. Ông đã cho Xuân Thương hại tôi, tôi cũng không bao giờ quên chuyện này đâu. Rồi sẽ có một ngày tôi với ông sẽ tính sổ sòng phẳng với nhau. Nhi Hà, cô về trước đi. Dạ. Chuyện ở đây để tôi giải quyết cho. Cảm ơn ông. Xe kéo. Dạ. Khoan đã, anh sẽ cho em biết hết sự thật về lão ta. Những việc làm dơ bẩn của lão ta, em đừng đi. Nhi Hà, anh sẽ nói hết tất cả gì. Mày là cái thằng bất tài vô dụng, chả làm được cái trò trống gì ngoài cái chuyện chặn gái ở ngoài đường để mà chọc ghẹo. Nhưng tao thấy nhục cho mày. Nhìn mày kìa, tội nghiệp ghê chưa. Cái người con gái mày yêu thương mà không giữ được, vậy thì cuộc đời này mày còn làm gì được nữa hả Quân? Nếu mày chịu quỳ gối xuống xin tao, tao sẽ suy nghĩ lại. Quỳ xuống. Thank you.
Má ơi, má, má dậy đi. Con có nấu cháo cho má nè. Má ăn xong rồi má uống thuốc. Má, má thấy trong người sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không má? Từ lúc nhận được tin của con, má thấy trong người đỡ được phần nào rồi. Má, má ráng tịnh dưỡng nha. Uống thuốc thêm vài bữa nữa cho đủ tuần, rồi doctor sẽ kiểm tra lại cho má. Sao má thấy lo quá? Chữa trị như vậy thì tốn kém lắm, mà tiền bạc nhà mình thì không còn đồng nào hết. Chắc chết quá Tuấn à. Má yên tâm đi, chuyện này má cứ để con lo. Miễn sao mà chữa hết bệnh cho má là tốt rồi. Con đưa má, để má tự ăn. Má ăn đi. Để con ra lấy nước cho má uống thuốc nha. Nhà cửa gì, người làm đi đâu hết trơn à? Có chuyện gì vậy con? Con đói muốn chết luôn này dì. Hồi nãy dì có luộc một con gà, dì lấy cho con ăn nha. Gà hả? Trời, nhanh nhanh lên dì, con đói quá. Để dì chút xíu nha. Mà tới đây làm cái gì vậy? Tôi đến để nói chuyện với má cậu. Má cậu đâu? Tôi đã xin bà để cho tôi thời gian để chăm sóc má tôi khỏe lại rồi mà. Lúc đó tôi sẽ tới tìm bà sao? Nè, cậu nói nghe hay quá ha. Lỡ má cậu bệnh cả đời thì phải làm sao? Cậu định giỡn mặt với tôi à? Sao bà lại nói gỡ như vậy? Bà đã nói rồi, giờ bà tới nuốt lời à? Nuốt lời hay không mới là quyền của tôi. Mà con gái tôi không thể đợi lâu được nữa. Nè, bây giờ kêu má cậu ra nói chuyện. Lúc đó má cậu muốn chết muốn sống gì tùy bà. Tránh ra. Nè, tôi xin bà đó. Bà về đi. Một hai hôm nữa tôi sang gặp bà có được không? Tôi nói là không được. Cậu tránh ra cho Tuấn tôi à. Có chuyện gì vậy con? Dạ, tôi đến đây để nói chuyện với bà. Dạ, mời bà vô nhà. Dự định Hoàng đã nói với mình thì bây giờ mình nên trì hoãn thời gian để tìm thêm chứng cứ. Nhưng nếu bà ta làm căng và yêu cầu giải quyết ngay thì mình phải làm sao? Có vẻ như chị đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Tôi đến đây là để bàn chuyện của cậu Tuấn. Dạ. Vậy bà đã tính toán chuyện này chưa vậy bà? Bà cứ nói ý kiến của mình đi, tôi xin nghe. Thôi được rồi, tôi nói thẳng ra luôn. Mọi chuyện nó đã an bài như vậy rồi. Bây giờ chuyện này mà làm rầm lên thì chỉ xấu mặt cho hai gia đình thôi. Dạ, bà nói đúng. Chuyện này không hay ho gì. Chúng ta nên giải quyết chuyện này sao cho êm đẹp là tốt nhất. Vậy là hai chúng ta thông cảm cho nhau rồi đó. Đúng là con cái làm khổ cha mẹ mà.
Dạ, nhưng khi chuyện này xảy ra, nỗi khổ thật sự nằm ở người bị ức hiếp. Tôi lại nghĩ như vậy đó. Ủa nè, chị nói vậy là ý gì vậy? Tôi chưa hiểu được ý của chị. Chị nói rõ ràng ra coi, người bị ức hiếp là ai? Dạ, dạ tôi... À, chúng ta cứ vô vấn đề đi. Bây giờ bà tính giải quyết chuyện này sao? Tôi hả? Theo tôi nghĩ thì phải cho tụi nó đám cưới với nhau. Làm như vậy á thì sẽ ổn thỏa mọi bề, không phiền toái gì hết. Chị Tư ơi, lâu quá à, đốn xỉu rồi. Đây, con ăn đi. Quá, cảm ơn dì, ngon quá à. Ngon không con? Ngon. Dì nghe nói con với cậu Tuấn sắp lấy nhau đúng không? Ừ, đúng rồi đó dì. Nhưng mà con mới về nhà đâu có bao lâu đâu. Bộ hai người quen từ trước rồi hả? Ừ, không có đâu. Con mới quen đây à. Mới quen? Ừ. Nhưng tại sao cậu Tuấn lại chấp nhận làm ba của đứa bé trong bụng của con một cách dễ dàng như vậy? Ừ, anh Tuấn đâu có biết cái vụ con có bầu đâu vậy. Hèn gì, cậu Tuấn lại chấp nhận dễ dàng cưới con thì cũng có lý. Con không có dễ đâu dì ơi. Bà má con á phải lao tâm khổ trí, thủ đoạn lắm mới được á. Thủ đoạn? Mày nói nhăng nói cuội gì đó? Im miệng đi. Còn ngồi đó nữa hả? Đi vô trong đi. Con đang ăn mà. Chuyện của mình đi dịch áo cho người khác xem lưng. Đi vô. Dạ, con vô nha dì. Còn bà nữa, chuyện của người khác thì đừng có chen vào, biết ít đi càng tốt. Còn Bích Ngọc là người nhà của tôi, tôi chỉ quan tâm nó thôi, vậy cũng không được sao? Quan tâm á thì tốt, nhưng bà đừng có hỏi những cái chuyện mà không liên quan tới bà. Tôi biết là bà đang nghĩ cái gì, bà đang cố ý chống đối tôi chứ gì. Tôi khuyên bà nên bỏ cái suy nghĩ đó đi. Chống lại chồng mình là bất nghĩa, bất tình. Bà có hiểu không? Tôi với ông thì có nghĩa có tình gì đâu mà bất. Tôi chỉ sợ tôi là kẻ bất nhân thôi. Còn những gì mà ông vừa nói tôi chẳng quan tâm đâu. Dạ thưa bà, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Xin lỗi bà, tôi không đồng tình với ý kiến của bà đâu ạ. Cái gì? Bà nói vậy là sao? Bà không đồng tình cho hai đứa tụi nó cưới nhau à? Dạ phải, tôi không dám đeo bồng. Gia đình tôi thì nghèo khó, còn gia đình bà thì giàu nứt vách. Hai bên thật sự không môn đăng hộ đối đâu ạ. Ơi, tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó thì không sao đâu. Tôi không có bận tâm đến vấn đề giàu nghèo, bà cứ yên tâm. Dạ thôi, tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ không cho thằng Tuấn của tôi lấy con gái của bà đâu. Nè nè nè, vậy chứ việc thằng Tuấn con bà làm với con gái tôi thì bà tính sao? Hai mẹ con bà tính trốn tránh trách nhiệm hả? Dạ thưa bà, tôi đã nhận được thông tin, chuyện này tất cả là do bà sắp xếp. Nè, bà nói vậy là sao? Bà hai,
Chính bà đã ép anh xuống, mời rượu tôi với ý đồ đen tối. Bà nói sao về chuyện này? Nè, cậu đừng có vu oan cho tôi nghe. Tại sao tôi phải làm chuyện đó chứ? Chuyện đó trong đầu bà, làm sao tôi biết được. Nhưng mà chuyện đêm đó do bà đã sắp xếp, cho nên tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào hết. Nhưng... Dạ thưa bà, tất cả ý tứ của má con tôi đã được nói rõ hết rồi. Dạ, xin mời bà về cho. Được lắm, hai người giỏi lắm, cứ để rồi xem. Có dễ dàng như hai mẹ con bà nói không? Nên nhớ, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Má, má sao vậy má? Để con dìu má qua bên đây ngồi. Má có sao không má? Má chỉ mệt thêm một chút thôi con. Con à, thật sự với thái độ của bà bảo hộ lúc nãy, má sợ bà không dễ dàng bỏ qua chuyện này cho con đâu. Con cũng nghĩ như vậy, nhưng mà má cứ an tâm và dưỡng bệnh. Chuyện này má cứ để cho con lo. Con sẽ cố gắng tìm thêm thông tin về âm mưu của bà ta. Vừa rồi má có nghe Nhị Hà kể về chuyện của cô Bích Ngọc gì đó. Cô ta là một cô gái hư hỏng ăn chơi. Coi chết, má cũng không cho con lấy cô ta đâu. Con dâu của má phải là Nhị Hà hoặc là Kiều Như. Nghe con. Sao rồi bà? Mẹ cha, cái lũ khố rách áo ôm đó, nó làm cho tôi phải nhục mặt đây nè. Nè, bà uống miếng nước cho nó hạ quả, rồi từ từ có chuyện gì kể tôi nghe. Má thằng Tuấn nó không đồng ý cho thằng Tuấn lấy con Bích Ngọc nhà mình. Ông nghĩ coi nó điên không? Ủa sao vậy má? Sao lại từ chối con? Ngồi đi con gái. Sao lại từ chối con vậy má? Thì vừa rồi đó, không biết họ lấy đâu ra được thông tin là má ép thằng Sửu mời nó uống rượu. Làm sao mà thông tin này lộ ra ngoài được gì cơ? Nè, ông mau mau á kêu người đuổi việc thằng Sửu cho tôi, lấy lại hết đất đai mà gia đình nó thuê. Tôi muốn gia đình nó phải chết đói tôi mới hả giận. Nè, không cần phải làm như vậy đâu. Làm như vậy á, chỉ để cho người ta thấy yếu điểm của mình mà thôi. Tôi có cách này còn hay hơn nhiều. Ba, vậy giờ phải làm sao á ba? Ba giúp con đi ba. Với bằng chứng đó, muốn từ chối trách nhiệm á thì không đủ đâu. Hai mẹ con cứ yên tâm đi. Tôi á, có quen với ông giám đốc Sở Cẩm. Tôi sẽ nhờ ông ta giải quyết dùm chuyện này. Ba định kêu Mã Tà Banh Tuấn hả ba? Con không chịu vậy đâu. Đúng, bà phải bắt nó. Nhưng mà bắt nó cứ con kiểu con gái. Nè, ông á, làm gì thì làm, nhưng phải làm sao cho tôi giải được cái ấm ức này đó. Chứ để tôi mà ra tay hả, là tôi đốt nhà tụi nó đó. Bà yên tâm chờ tôi. Má, má bình tĩnh đi má. Dù gì cũng chồng con mà, má đừng đốt nhà người ta nha. Cô á, tất cả là cũng tại cô á. Vì cô mà tôi phải chịu nhục nhã như vậy đó. Đúng là đẻ con gái giống như hũ mắm treo trên đầu giường vậy đó. Bể một cái là thối rùm từ trên xuống dưới à. Y chang thằng cha cô vậy đó. Chết với tôi nha. Bực mình.
đâu có thúi đâu. Nhanh tay anh em ơi. Dạ. Sắp hết giờ rồi. Dạ tụi em làm liền. Nhanh lên. Nè. Lên. Lên. Anh chủ, giờ trong đây tôi nói chuyện. Vừa rồi bà bá hộ có tìm anh không vậy? Không. Nhưng mà tôi nghĩ chắc sẽ không lâu đâu. Tính cách của bà ta thì tôi còn lại gì nữa. Bà ta sẽ không dễ dàng tha cho ai dám thất lễ với mình đâu. Lạ thật. Không lẽ bà ta lại cao thượng như vậy? Cậu yên tâm đi. Tôi đã có sự sắp xếp cho chuyện này rồi. Tôi sẽ đưa gia đình về quê. Khó khăn một chút, nhưng mà vẫn sống được. Nếu anh đã nói như vậy thì tôi cũng yên tâm. Vừa rồi bà ta có tới tìm tôi. Tôi chỉ sợ là bà ta làm khó anh. Mà nè, bộ cậu tới tìm tôi chỉ để hỏi thăm chuyện này thôi hả? Không phải vậy. Tôi muốn tìm anh để hỏi thêm một số thông tin khác. Cái này coi như cảm ơn ông. Thôi mà, anh đừng có làm như vậy. Tôi với anh là chỗ thân tình mà. Anh làm như vậy tôi không dám nhận đâu. Ông nhận đi cho nó vui. Ông giúp tôi thì tôi phải biết điều chứ. Nếu không tôi sẽ ái nói lắm. Cầm đi. Thôi được rồi, tôi chỉ nhận lần này thôi nha. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm theo những gì mà anh đã yêu cầu. Việc này anh cứ yên tâm. Vậy ha. Cảm ơn nhiều. Yên tâm đi. Ở nhà không? Có ai ở nhà không? Dạ chào ông. Ông đây chắc là ông bá hộ. Bà đúng có con mắt tin tưởng lắm đó. Dạ mời ông vô nhà. Tôi nghe cậu Tuấn nói là bà bệnh nặng lắm mà. Có lẽ lời nói đó không đúng sự thật. Dạ thưa, chắc bà nhà đã nói cho ông biết câu trả lời của tôi, cho nên ông mới tới đây phải không ạ? Ủa sao mà bà không định mời tôi uống nước hả? Dạ. Mời ông. Tôi xin phép mời ông uống nước. Cảm ơn bà. Thế nhưng cái chuyện làm xuôi da thì tôi không dám nhận đâu ạ. Bà không nhận cũng không được đâu. Ông dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy? Mạng của con trai bà. Ông nói vậy là sao? Ông có ý gì đây? Nếu cậu ta không chịu lấy con gái của tôi thì chắc chắn cậu ta phải chịu cảnh tù tội. Chuyện này tôi tin chắc là bà cũng không muốn xảy ra đâu. Nhưng đây là âm mưu của ông bà. Tôi không tin là Sở Cẩm lại đánh mất công bằng khi đối diện với ông bà đâu. Không.
không bằng. Tôi chính là công bằng đây. Kẻ nào mạnh thì kẻ đó nắm giữ công bằng. Bà sống lâu tới từng này mà cái đạo lý đơn giản như vậy mà bà cũng không hiểu à. Thôi, nếu con trai bà muốn yên ổn, bà nên khuyên nó lấy con gái của tôi, ngoan ngoãn làm một chàng rể. Còn nếu như muốn chống đối tôi thì cuộc đời của nó sẽ rất tồi tệ. Tồi tệ hơn bất cứ thứ gì bà thấy trên cuộc đời này. Ông, ông đừng nghĩ mình giàu có rồi có thể làm bất cứ chuyện gì. Tôi không tin là cuộc đời này không còn công lý đâu. Cậu về rồi sao? Chắc cậu cũng nghe những gì tôi đã nói rồi mà. Phải, tôi đã nghe hết tất cả. Bây giờ tôi sẽ trả lời ông một lần, và cũng là lần cuối cùng. Tôi tuyệt đối không bao giờ lấy con gái ông đâu. Đúng là tụi trẻ bồng bột. Nè, nếu cậu muốn đối đầu với tôi, cậu không biết hậu quả thế nào đâu. Chắc chắn cậu sẽ quỳ xuống và van xin tôi. Ông đừng có đứng ở đây mà hăm dọa tôi. Tôi không sợ ông đâu. Nguyễn Bá Tuất này chưa bao giờ hăm dọa ai hết. Cậu phải nhớ kỹ điều này chứ. Nếu cậu không làm theo yêu cầu của tôi, tôi thề từ đây về sau cuộc đời của cậu sẽ sống trong địa ngục. Tôi cho cậu thời gian một ngày để suy nghĩ. Ông Bá Hộ là một người không đơn giản đâu. Ông ta đã nói thì chắc chắn ông sẽ làm. Em nghĩ hay là anh đồng ý yêu sách của ông ta đi. Đó là cách hay nhất. Em nói như vậy mà nghe được sao nhỉ hả? Không lẽ em muốn anh lấy Bích Ngọc sao? Chứ bây giờ mình còn làm được gì nữa hơn? Dù cho có đau lòng thì em vẫn muốn anh yên ổn để lo cho bác gái. Mình là phận làm con, mình phải trọn vẹn chữ hiếu chứ anh. Gì hả? Anh có ý này. Anh muốn nói ra nhưng mà không biết em có đồng ý với anh hay không. Ừ, anh cứ nói đi, em nghe đi. Gì hả? Anh chị em hãy bỏ trốn đi. Chúng ta bỏ hết tất cả, tìm một nơi nào đó thật xa để xây dựng hạnh phúc mới. Em thấy như vậy có được không? Vậy còn má của anh? Má của anh thì sao đây? Anh tính là sẽ đưa má anh, má của em, rồi cả hai đứa em của em nữa. Chúng ta sẽ kiếm một nơi nào đó được sâu núi thẳm, hay là ở đâu cũng được hết, miễn là tránh xa nơi này. Ý tưởng của anh đẹp quá. Nhưng má của anh đang bệnh nặng lắm. Làm như vậy thì nguy hiểm quá đi. Em không thấy yên tâm? Nhưng mà anh không thể lấy cô ta được. Cả cuộc đời này của anh, anh chỉ yêu mình đẹp thôi. Anh chỉ muốn sống bên đẹp thôi vậy hả? Em cũng vậy.
Đó cũng chính là nguyện ước của bản thân em. Giờ mình đang là gánh nặng của thằng Tuấn. Nếu không có mình thì tốt cho nó với con bé Nhị Hạ quá rồi. Ông Thịnh ơi, tôi phải làm sao đây? Ông cho tôi một lời khuyên đi. Tôi phải làm gì để mang lại hạnh phúc cho thằng Tuấn, con trai của mình đây? Sao mối tình của mình toàn gặp chuyện buồn vậy anh? Niềm vui thì ít, nỗi sầu thì nhiều. Anh cũng rất buồn, nhưng mà anh cũng hy vọng vào tương lai. Tương lai hả? Tương lai nào dành cho chúng ta? Anh vẫn tin rằng nếu như chúng ta yêu nhau thì cho dù bất cứ trở ngại gì, chúng ta cũng sẽ vượt qua hết. Em cũng mong điều đó. Nhưng giờ con đường phía trước của chúng ta thật u ám, tối tăm quá, không có một chút ánh sáng nào hết. Em đừng đánh mất hy vọng như vậy. Khi còn hy vọng, con người ta sẽ vượt qua tất cả. Chúng ta không thể mất nhau được. Em thấy tuyệt vọng quá anh ơi. Làm sao để ánh sáng hy vọng đến với chúng ta đây hả anh? Anh sẽ chờ cho tới khi nào hơi thở chưa từ bỏ anh, cho tới khi nào anh và em được nắm tay cùng nhau. Anh xin thề, có trời cao chứng giám, còn chị hai. Chắc chị hai đi với tình yêu anh Tuấn rồi. Ngon không? Anh tìm ai? Có quay Nhị Hạ ở nhà không? Chị hai em đi rồi, anh về đi. Vậy hả? Cả mình và anh Tuấn đều dính vào lưới ma của ông Bá Hộ. Lời cảnh báo của chị Tư Lụa là sự thật. Ông ta cứ như một con quái vật, không buông tha cho bất cứ ai đã lọt vào tầm ngắm của mình. Trốn đi khỏi nơi này là cách duy nhất để có thể thoát được ông ta. Nhưng bác gái đang bệnh nặng sẽ rất nguy hiểm. Giờ mình phải làm sao cho vẹn toàn được mọi bề đây? Dì Hà nói đúng, sức khỏe của má mình đang yếu dần. Có lẽ điều mình cần bây giờ chính là thời gian. Nếu như có thời gian để má mình hồi phục được sức khỏe thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Trời đất có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho con. Xin hãy cho con thêm một ít thời gian quý giá này. Con thật sự đang rất cần nó.
Dì Hà bỏ quên túi rồi. Cảm ơn. Ông lớn, ông nhỏ, thả tôi ra, thả tôi ra, mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra, buông ra. Cậu muốn làm gì đây hả cậu hai? Anh muốn có được em và không bao giờ chịu thua trước lão già khốn kiếp đó cả. Cậu đừng có làm càn nghe chưa, thả tôi nó ra. Anh không làm càn, anh đang làm rất đúng. Việc này anh đã tính toán từ trong đầu rất lâu rồi. Dẫn đi, thả tôi ra. Các người làm gì vậy? Tại sao các người lại bắt hồn tôi? Ra. Ông nhỏ, chạy lên. Bà bình tĩnh. Mình đi ra. Bà bình tĩnh. Đi ra. Bình tĩnh. Đi ra. Bà thương con bà không? Đi ra. Mày đi ra. Bà đi giao cho tôi nha. Tránh ra. Tránh ra. Con bà nó la. Tránh ra. Bà không được tôi bóp cậu đi chết. Tránh ra không? Bà đứng im. Đi ra. Đi ra chưa? Tránh ra. Vào đây. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Đi vào. Thả ra. Đi vào. Buông ra. Thả ra. Xe chạy nhanh lên. Dạ. Con thằng mẹo thì sao con hai? Chẳng lẽ mình bỏ nó đó? Có một mình bà già đó, nó sẽ xử lý nhanh thôi, không sao đâu. Cho xe chạy nhanh lên. Dạ dạ. Chạy thêm đi. Chạy lên. Dạ.
Dạ con chào cô hai. Mày ở đây lo canh chừng cho thằng Mẹo về. Dạ. Ở trong đây mà cô cứ la hét cũng không ai nghe được đâu. Tôi rất ghét ồn ào. Em muốn nói gì à? Nếu em đồng ý không la hét nữa, tôi sẽ gỡ khăn ra cho em. Sao? Em đồng ý không? Tại sao vậy? Cậu Hai Quân, tại sao cậu lại bắt cóc tôi? Cậu làm như vậy, cậu không sợ bị Sở Cẩm bắt sao hả? Em hiểu tính của tôi mà. Tôi không sợ bất cứ gì hết. Tôi chỉ sợ nhục thôi. Ai làm cho cậu nhục? Cậu đừng có nói là do tôi làm cho cậu nhục nha cậu Hai Huân. Em chỉ làm cho anh buồn thôi. Còn người mà làm cho anh nhục á, chính là lão già, cha của tôi. Cậu sợ nhục với cha của cậu thì mắc mớ gì tới tôi mà cậu bắt cóc tôi vậy? Một hành động ấu trĩ, vô lý. Không có gì là vô lý hết. Tôi biết là lão ta đang muốn chiếm đoạt em bằng bất cứ giá nào, nhưng tôi sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Vì đêm nay em sẽ là của anh. Quân ơi, tay của em đau quá. Cậu giúp em nới lỏng ra chút xíu được không cậu Hai Quân? Em nói sao? Anh nới dây rồi để cho em trốn à? Không có, nới ra chút xíu thôi, em đau tay quá. Bây giờ đêm hôm rồi, em đâu có chạy đi đâu được đâu. Cậu nới ra giùm đi mà. Đau quá. Hình như cậu rất hận cha cậu phải không?
cái lão già chết tiệt đó. Nếu như anh chưa lấy mạng được của lão ta, anh sẽ không cam lòng. Thật ra em cũng không có ưa gì ông ta đâu, chỉ là vì bị ông ta uy hiếp cho nên em mới quy phục. Nếu vậy thì chúng ta có chung một kẻ thù rồi. Nhưng tại sao mấy lâu nay em đối xử với anh tệ bạc như vậy? Tại sao? Hay là em đang có tính toán gì? Em đâu có tính toán gì đâu cậu. Thì cậu suy nghĩ lại đi. Nếu em không làm như vậy với cậu, Ông bá hộ đâu có để cho em yên đâu. Tính tình của cha cậu, cậu hiểu rõ nhất mà. Là người có sĩ diện, có địa vị trong xã hội, còn phải biết giữ sĩ diện cho mình chứ. Sĩ diện của anh đã mất từ đêm qua rồi. Anh phải chiếm hữu được em, anh phải là kẻ chiến thắng. Anh không thể nào thua lão già cha của anh được. Rồi trái tim sao cũng được mà.